Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có những tin: tăng cường truyền thông cho bệnh nhân HIV, nhiều bệnh nhi nhập viện điều trị do sởi biến chứng. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sốt xuất huyết và những điều cần lưu ý. Mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc trị cảm lạnh khi ra mùa. Cuối chương trình là câu chuyện cảnh báo gia tăng bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Nhiễm HIV không còn là bệnh vô phương cứu chữa mà là một bệnh truyền nhiễm mãn tính có thể dự phòng và điều trị được, là chủ đề chính trong buổi truyền thông vừa được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh tổ chức. Hoạt động có sự tham gia của hơn 50 bệnh nhân HIV trên địa bàn huyện Kim Động. Buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của bệnh nhân và cộng đồng, nếu người bị nhiễm HIV được phát hiện sớm và đi điều trị ngay, đúng phác đồ bằng thuốc ARV, sau 3 tháng tuân thủ điều trị, nồng độ virus HIV trong máu sẽ giảm mạnh, người nhiễm bắt đầu khỏe mạnh trở lại gần như bình thường, khả năng lây nhiễm HIV cho người khác thấp. Điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ uống thuốc đúng liều, đúng giờ, đúng theo chỉ định của bác sĩ. Tại tỉnh ta, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh hiện đang điều trị ARV cho 540 bệnh nhân. Tuy nhiên, thực tế tại cộng đồng vẫn còn nhiều người nhiễm HIV không thuộc nhóm nguy cơ cao, do vậy rất khó phát hiện sớm chưa được điều trị ARV. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã tổ chức buổi đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn cho mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện cho cán bộ y tế của bệnh viện. Tại lớp đào tạo, 30 cán bộ y tế của bệnh viện đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Bạch Mai, cập nhật các kiến thức, các quy định mới nhất về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế, cụ thể là Thông tư 16/2018 quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Qua đó giúp củng cố thêm các kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn, giúp mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện được hoạt động tốt hơn. Với những kiến thức và kỹ năng thu nhận được, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện sẽ được triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh. Nhằm nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản cũng như tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho tuổi vị thành niên và thanh niên, 14 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên đã tổ chức buổi truyền thông cho các em học sinh. Hoạt động có sự tư vấn giám sát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tại các buổi truyền thông, hơn 1.500 em học sinh của các trường đã được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản như dấu hiệu dậy thì ở nam và nữ, cách phòng chống xâm hại tình dục, mang thai tuổi vị thành niên, thanh niên, đồng thời cảnh báo những hậu quả của việc thiếu hiểu biết về sức khỏe giới tính, nhất là hậu quả của việc quan hệ tình dục không an toàn, dẫn tới việc mang thai sớm, nạo phá thai, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Buổi sinh hoạt ngoại khóa này cũng là nơi để các học sinh được tư vấn, giải đáp các thắc mắc về giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi, về mối quan hệ tình bạn, tình yêu trong sáng, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng tránh các tình huống có thể gây hại đến sức khỏe bản thân. Nhờ thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nhiều năm trở lại đây, huyện Phù Cừ luôn là điểm sáng trong giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2019, tổng số trẻ sinh ra ở Phù Cừ là 942 trẻ, số trẻ nam là 494, số trẻ nữ là 448, tỷ số giới tính khi sinh là 110 bé trai trên 100 bé gái. Một số địa phương vận động tốt người dân không lựa chọn giới tính khi sinh là Trần Cao, Đình Cao, Minh Tân, Phan Xà Nam. Có được kết quả này là do sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dân số, dù phải kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác nhưng vẫn luôn cố gắng vận động tuyên truyền nhân dân sinh đẻ có kế hoạch, không lựa chọn giới tính khi sinh. Đặc biệt, đội ngũ cộng tác viên dân số nhiều năm gắn bó với công việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền các chính sách dân số, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về những tác động không tốt do mất cân bằng giới tính gây ra. Theo thống kê của khoa Nội Nhi 2, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, trung bình một ngày, khoa tiếp nhận điều trị cho khoảng 6-10 bệnh nhi bị sởi. Đa phần những trường hợp này đều bị sởi biến chứng. Trong những bệnh nhi điều trị sởi thì có tới 80% số ca đều bị biến chứng sang các bệnh khác như viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, viêm tay giữa. Theo các bác sĩ, nguyên nhân của tình trạng này là do sởi khi ở giai đoạn khởi phát có một vài biểu hiện như sốt, ho, sổ mũi thường giống với các bệnh viêm đường hô hấp. Ngoài ra, phần lớn các ca mắc sởi đều do chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng chưa đủ mũi. Khi bệnh sởi bị biến chứng nặng thì việc điều trị sẽ khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, ước lượng nước thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn tỉnh ta khoảng 80.000 m3 trên ngày đêm. Và toàn bộ lượng nước này
hiện nay chưa được thu gom xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, xả trực tiếp vào kênh mương, ao hồ, gây ô nhiễm môi trường và mang theo những nguy cơ bệnh tật cho người dân. Những con kênh mương như thế này xuất hiện ở rất nhiều các khu dân cư nông thôn ở tỉnh ta. Theo kết quả phân tích chất lượng nước mặt, hầu hết các mẫu đều có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước mặt đối với sức khỏe cộng đồng có thể thông qua hai con đường: do ăn uống phải nước bị ô nhiễm hay các loại rau quả, thủy hải sản được nuôi trồng trong nước bị ô nhiễm và tiếp xúc với môi trường nước bị ô nhiễm trong quá trình sinh hoạt và lao động. Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy, gần một nửa trong số 26 bệnh truyền nhiễm có nguyên nhân liên quan tới nguồn nước bị ô nhiễm, điển hình là bệnh tiêu chảy cấp, dịch tả, thương hàn, đau mắt đỏ, các bệnh về đường tiêu hóa, viêm gan A, viêm não, ung thư. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết không phải là căn bệnh mới nhưng lại đang gây nhiều lo lắng cho cộng đồng. Và không phải ai cũng phân biệt được sốt xuất huyết với sốt thông thường nên dẫn đến tư tưởng chủ quan, tự ý điều trị, gây ra nguy hiểm với tính mạng. Để hiểu hơn về điều này, những lưu ý trong quá trình điều trị và điều cơ bản trong phòng bệnh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam. Thưa giáo sư, là sốt xuất huyết thì không phải là một bệnh mới, vậy tại sao mà hiện nay thì sốt xuất huyết lại gây ra hoang mang trong cộng đồng như vậy ạ? Phải nói rằng đây là một bệnh không mới, nhưng mà cái sự bùng phát và lan tràn còn rất mạnh mẽ là nhờ cái vai trò của mỗi Aedes aegypti truyền bệnh, và đặc biệt là ví dụ đi lại giao lưu rất nhanh chóng thông qua các phương tiện vận tải như là máy bay, ô tô vân vân, thì muỗi cũng di chuyển cái địa bàn hoạt động. Trước đây thì mỗi Aedes aegypti tập trung chủ yếu ở phía nam và phía bắc là Aedes albopictus. Thế nhưng mà trong những năm gần đây thì đã xáo trộn cả hai cái loài này và làm tăng, kể cả albopictus cũng làm truyền được sốt xuất huyết, cho làm tăng cái nguy cơ là các cái nhóm hoặc là các cái chùm ca bệnh ở các cộng đồng cùng xuất hiện, hoặc trong một nhà thì cả nhà cùng mắc sốt xuất huyết. Là bởi vì chúng ta biết rằng muỗi này thì nó sống gần con người và nó bay thấp, mà thứ hai nữa là cái phạm vi bay và đốt người bệnh để truyền cho người này trong vòng 50 mét, nhưng mà nó lại có thể di chuyển được chính nhờ con người mang nó đi xa và lên cao, vì vậy cho nên là cái bùng phát cũng rất là nhanh. Thưa giáo sư, là hiện nay thì có một hiện tượng là người dân rất dễ nhầm lẫn sốt xuất huyết với các bệnh khác và tự ý điều trị tại nhà, vậy giáo sư có thể đưa ra những khuyến cáo như thế nào ạ? Bản chất của mỗi một bệnh là khác nhau, mặc dù biểu hiện của nó có thể giống nhau, vì tất cả các bệnh do vi sinh vật gây nên thì hầu như đều có sốt, và khi sốt thì sốt của vi khuẩn cũng giống như sốt của dengue. Thì trong 3 ngày đầu hầu như rất khó phân biệt được bằng cái mắt nhìn trên lâm sàng, mà cái đó đòi hỏi về cái người bác sĩ có kinh nghiệm, người ta có thể phân biệt được dựa vào yếu tố dịch tễ, dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, và đặc biệt là khi đến bệnh viện thì còn có thêm cái yếu tố xét nghiệm để giúp cho khẳng định xem cái tác nhân gây bệnh là cái gì, thì chúng ta chữa đúng người, đúng bệnh, đúng thuốc thì mới chữa được khỏi bệnh. Sốt xuất huyết thì nó có 3 ngày đầu nó chỉ có sốt, sung huyết và như nhức đầu và đau như tử toàn thân ra thôi, thì nhiều bệnh nó không giống như vậy. Nhưng mà từ ngày thứ 3 thì bắt đầu xuất hiện các cái bệnh cảnh, ví dụ như là bệnh nhân bắt đầu các cái dấu hiệu xuất huyết từ tối thiểu là cái dấu hiệu dây thắt dương tính cho đến xuất huyết ở dưới da dưới dạng chấm, dạng nốt rồi dạng mảng. Một số trường hợp thì xuất huyết ở niêm mạc như là chảy máu chân răng, chảy máu cam, chảy máu cổ mạc. Ở phụ nữ thì có thể là xuất huyết ở tử cung, đúng không? Dẫn đến là có kinh sớm hoặc là rong kinh. Thế thì chúng ta cần phải lưu ý những dấu hiệu rất quan trọng mà đặc biệt nó xuất hiện từ ngày thứ 3 trở đi cho đến ngày thứ 7. Đó là bệnh nhân cảm thấy là gì, bị nôn nhiều, nôn 3 lần trong vòng 4 giờ hoặc là 4 lần trong vòng 6 giờ. Thế rồi tiêu chảy, và bệnh nhân xuất hiện đau tức vùng gan rất là nhiều, đau bụng. Thế rồi xuất hiện nư đừ, mệt mỏi, mệt lả. Thì những trường hợp như vậy cần phải đến bệnh viện ngay để điều trị. Đừng đợi đến khi có xuất hiện biểu hiện sốc như mạch không đo được, huyết áp không đo được thì cái nguy cơ tử vong rất cao. Thưa giáo sư, là hiện nay thì Hưng Yên cũng đang có khá nhiều ca mắc sốt xuất huyết và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Vậy thì giáo sư có thể đưa ra những khuyến cáo gì đối với người dân ạ? Đối với sốt xuất huyết thì chúng ta đã có một khẩu hiệu rất quan trọng, đó là không có loang quăng thì không có sốt xuất huyết. Là bởi vì cái bản chất của sốt xuất huyết là do muỗi truyền, đốt cái người bệnh xong rồi truyền cho người lành. Và khi còn có muỗi Aedes aegypti thì nó còn có khả năng truyền bệnh, vì bản chất của muỗi Aedes aegypti là nó mang cái gen của con virus đanh ở trong
bộ gen của mỗi cái và có thể truyền được cho thế hệ sau. Đấy, và khi thế hệ sau đã sinh trưởng thì nó này đẻ qua đẻ trứng rồi phát triển thành loang quang, và như vậy thì các cái phun thuốc diệt muỗi chúng ta vẫn phải làm, nhưng mà thuốc phun diệt muỗi chỉ diệt được con muỗi trưởng thành, và khi 5 ngày sau đến 6 ngày sau thì cái lứa loang quang đã lại trở thành muỗi trưởng thành và lại đi đốt rồi. Cho nên quan trọng nhất là chúng ta giảm được cái loang quang thì sẽ giảm được sốt xuất huyết. Tiến tới thì hiện nay thế giới cũng đang nghiên cứu cái vaccine để chúng ta có thể là tiêm phòng được, nhưng mà cái đấy phải đợi chờ cái trong tương lai khi mà có cái kiểm định về cái hiệu quả của vaccine để chúng ta sử dụng. Vâng, rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Cảm lạnh là căn bệnh thường gặp, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa. Trong đông y gọi bệnh cảm lạnh là thương hàn, có nghĩa là cảm thương phải khí hàn. Nguyên nhân phổ biến là do cơ thể chúng ta không đủ ấm vì những lý do như mặc không đủ ấm, tắm nước lạnh, dầm mưa hoặc thay đổi thời tiết đột ngột từ nóng sang lạnh. Trong mục cẩm nang y học số này, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Lợi, giám đốc bệnh viện y dược cổ truyền sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc đông y điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Xin kính chào bà con và quý vị khán giả. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với bà con và quý vị các cái phương pháp chữa cảm lạnh của y học cổ truyền một cách đơn giản, sử dụng các cái thuốc nam thông thường tại gia đình. Về vấn đề cảm lạnh ấy thì chúng ta hay gặp vào cái mùa thu đông, tức là khi mà thời tiết nó lạnh. Tuy nhiên thì hiện nay thì cũng có thể gặp vào cái mùa hè nóng nực, cũng có thể gặp cảm lạnh, đặc biệt là khi chúng ta sử dụng điều hòa, quạt điều hòa không hợp lý thì có thể bị cảm lạnh ngay trong mùa nóng. Thế về cái triệu chứng cảm lạnh thì chúng ta thấy là người mệt mỏi và gai rét, có thể không sốt hoặc là sốt nhẹ. Thế và bên cạnh đó thì có cái sợ gió, sợ lạnh, có thể hắt hơi và sổ nước mũi trong. Thì chúng ta dùng những cái vị rất đơn giản thôi, chúng ta làm gia vị hàng ngày. Thứ nhất là gừng, hay là củ gừng tươi. Chúng ta chỉ dùng khoảng một đốt ngón tay, tức là cả củ gừng to này chúng ta chỉ dùng một cái mẩu này thôi. Đó. Thì gừng chúng ta cạo vỏ rửa sạch, có thể là thái hay lát nhỏ. Hành, ngoài cái tác dụng chữa cảm lạnh, nó tác dụng lợi tiểu, thông tiểu. Chúng ta có thể dùng hành tươi, hành hoa hoặc là củ hành khô. Tía tô thì ngoài cái tác dụng mà chữa cảm lạnh thì tía tô còn tác dụng là chữa ho, thế rồi là chữa những cái dị ứng, giải độc. Tính của gừng, hành và tía tô nó đều là cay và ấm, có tác dụng là phát tán phong hàn. Thì ba vị này chúng ta thái nhỏ và cho vào một cái xoong nhỏ, chúng ta cho nước vừa phải, được khoảng 150cc, và đun sôi trong khoảng 10 đến 15 phút thì chúng ta chắc sẽ uống. Chúng ta có thể uống, còn làm lại như thế được khoảng 2 lần nữa. Thì đối với cái việc mà uống thuốc cảm thì bao giờ uống xong ta cũng nên uống thêm nhiều nước nóng. Thế rồi lên giường, đắp chăn, khi ra dâm dốc mồ hôi là được, thì chúng ta dạy chúng ta lau mồ hôi, thay quần áo và ở trong nhà kín gió. Vì khi chúng ta giải được xong cảm rồi thì cái lỗ chân lông vẫn mở, khi chúng ta đi ra ngoài mà gặp gió lạnh chúng ta lại cảm tiếp. Thì ở trong nhà khoảng một tiếng, tối thiểu một tiếng, sau đó chúng ta mới đi ra ngoài. Theo thống kê gần đây, người mắc bệnh tim mạch đang bị trẻ hóa khi độ tuổi mắc bệnh chỉ dưới 40. Viện Tim mạch Quốc gia ghi nhận bệnh nhân trẻ nhất bị bệnh mạch vành mới ở tuổi 37, trong khi bệnh thường chỉ có ở người ngoài 50 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều người dưới 35 tuổi bị tăng huyết áp, trong khi khuyến cáo chung tăng huyết áp thường gặp ở người trên 45 tuổi.
Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Đầu tiên thì mình thấy cảm thấy nó tức ngực khó thở ấy, với cả nằm trong phòng điều hòa mà mồ hôi vã ra như tắm luôn. Thế là mình ở đi khám thì cứ nghĩ là cảm. Vào đấy thì bác sĩ chuẩn đoán như thế nào? Bác sĩ bảo là tắc hẹp động mạch vành gây nhồi máu cơ tim, sau đấy thì cấp cứu luôn, can thiệp truyền luồn ten cấp cứu luôn. Cái lúc đấy mình trải qua ba lần luồn ten cơ mà, là 5 cái ten. Nói chung là mình chỉ cái là ăn uống thì mình là hơi béo, mình béo cái nhất, cái hai là thuốc lá hút nhiều, hay là nên là cái sinh hoạt đúng là nó không điều độ. Đây là lời chia sẻ qua điện thoại của một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trên nền bệnh ba thân mạch vành tại phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Mặc dù mới chỉ 39 tuổi, nhưng bệnh nhân này đã phải 5 lần đặt stent mạch vành. Còn đây là bệnh nhân 26 tuổi, có địa chỉ ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, đang chờ kết quả siêu âm tim ở Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Theo chia sẻ, khi thấy mình hay bị tức ngực, khó thở, nên anh đã đến bệnh viện để khám. Và kết quả, bệnh nhân được chẩn đoán bị phình động mạch chủ. Đây là một trong những bệnh lý về tim mạch rất nguy hiểm. Cơ thể có cái giãn mương trên bên cạnh khoảng 10 mm là 1 cm. Cái đấy là một cái yếu tố nguy hiểm, tại một cái bệnh nguy hiểm. Nếu mà giãn nó đơn thuần nó giữ được cái mức độ đấy thì không sao, nhưng mà nếu mà nó giãn hơn nữa này mà kèm các bệnh khác, nó huyết áp cao, em có thể cái động mạch chủ sẽ yếu hơn, nó có thể bị phình, cắt, nóc vỡ ra. Đấy là khi xảy ra cái vấn đề đấy, nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cũng theo thống kê của khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, trung bình một tháng có 600 bệnh nhân siêu âm tim, trong đó tỷ lệ người trẻ chiếm khoảng 20%. Đặc biệt trong số những người này có nhiều trường hợp được chẩn đoán liên quan đến bệnh tim mạch. Nguyên nhân mà gia tăng bệnh tim mạch ở những bệnh nhân trẻ tuổi hơn thì có nhiều nguyên nhân, phần lớn là nó nằm theo cái sự dịch chuyển về cơ cấu bệnh tật. Những cái bệnh về tim mạch chuyển hóa bây giờ sẽ càng ngày càng nhiều, và như vậy thì cái tuổi trẻ tuổi nó cũng sẽ mô hình chung nó sẽ bị gặp nhiều hơn. Thứ hai là bây giờ có sự ảnh hưởng của nhiều lối sống và cái sinh hoạt của các đối tượng bệnh nhân gia tăng, bởi là ăn nhanh nhiều này, ăn những đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ nhiều hơn này, nhậu nhẹt, rồi là liên hoan đình đám hội họp nhiều quá này, hút thuốc lá cũng nhiều này, hút thuốc lá nhiều, thức khuya nhiều. Bệnh tim mạch được ví như kẻ giết người số 1, bởi đây là một trong những bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, cứ 2 giây thì sẽ có một người chết do bệnh tim mạch, cứ 4 giây sẽ có một người bị nhồi máu cơ tim, 5 giây có một người bị tai biến mạch máu não, và cứ 3 người tử vong thì có một người mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nếu bệnh tim mạch được phát hiện, can thiệp, phẫu thuật kịp thời thì tỷ lệ thành công rất cao. Và quan trọng, chúng ta cần có những biện pháp để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh bằng việc thay đổi lối sống ngay từ hôm nay. Mình nên có một cái chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn. Ví dụ như là ăn được đồ ăn sạch thì tốt nhất này, rau sạch, hoa quả tươi này. Và thứ nữa là cũng khuyên các bạn trẻ tuổi nên đi khám sức khỏe định kỳ. Và khi có bất kể một cái dấu hiệu, triệu chứng nào về khó chịu vùng ngực, thì nên đi khám, và tốt nhất là gặp bác sĩ tim mạch là tốt nhất. Để giúp người dân có điều kiện khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý về tim mạch, cuối tháng 10 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã khai trương phòng tư vấn tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường miễn phí. Phòng khám này được bệnh viện tổ chức định kỳ vào thứ tư tuần cuối hàng tháng với sự hỗ trợ của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Đây là địa chỉ tốt để người dân có thể đến tư vấn khám tầm soát miễn phí để phòng chống các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp và đái tháo đường. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.